ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អនឡាញនៅនាងមកកាន់ឆាណែល យោងទៅតាមផេកផ្លូវការនៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជននៃបានជ្រាបអំពីជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម 1. អ្នកមានវីរុសកូវីដ-19 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិច្ឆិកាសរុបសារ អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសសរុប362ប្រទេស ចំពោះអ្នកជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 និងអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសជាសះស្បើយចំនួននិងពស់ករណីជាសះស្បើយពីអ្នកទី1គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំដែលមានរស័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់នីរ៉ូតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាភរិយារបស់ជនជាតិខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៃចាស់ដែលបានជាសះស្បើយការពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ
nâng bật cả xã cô mà phay bàm bay về chạy cả. Bố rõ chân chết không ai em rời dụ hai sắp bốn chân em mình là xây thang sẵn nơi xứng cách xa thầm mây khăn đồn bình riêng thân nịp nông bình. Chính đã đâm náy mọc bì bật tế chân tạm trường họ hai mở đó Campuchia ngay tìm một phay khai về chạy cả chân em bì bò nó phay. Trở bàn chịu bà lại chia xa xa bà hay đói tới tụ bàn là tập hóa tay ạ về chùm miên vì rút COVID đập rộng bốn chùm nôn bì lớt. Trở bàn an nhạt ở trên bì mình tì bệt mà tập hiệp không ai sử viết riêng thân nịp nông bình. Chúng bố cả lần này về chùm miên COVID đập rộng bốn thầm mây nâng ngay mà phải bày khai thân nụ chân em bì bò nó phay khẩm miên. Chà chân em khiêm xong bà chọc tự tông tình nâng chà bộ đồng minh sẵn khép này bà chọc bà nó phía cho người COVID-19 này Campuchia. Sẽ rộp tầng ớ khám miên nè chlòng thông mây nâng miên nè chia sát bái chùm nôn bì nè. Bà tù bây nè chia đâm nâng lọ dân nà cỏ đáo có xong bài bóng bó nơi tay để xa tùm lọp lọ khá nông cà rô nấy. Để xa nơi cùng liệt chà cỏ đôi chi à nà máy khuôn bà nè bàn chọc chi bà chèm. Rùm khá nè tụp sát cho môi nâng cà rì rì đá nè cho người COVID-19. Chà nè khá nạ bên nè khiêm xong ở con xong chùm. Deeply.